đi qua bao ngày tháng tuyệt vời. Dù tình yêu giây phút ấy có trở lại đâu, những thanh âm cho một ngày mới vang lên, chuyến xe đêm qua không đợi ánh mặt trời. Chỉ thời gian và bóng tối đi cùng. Ủa, chào em. Chào anh. Em là thư ký mới của anh Sơn hả? Dạ, em là Tuyết, thư ký mới của anh Sơn. Ừ, anh là Lâm Tính, giám đốc marketing ở đây. Hay quá. Có gì đâu mà hay. Hồi trước em thích chuyên ngành marketing lắm. Ờ, vậy hả? Hôm nay Tuyết mặc bộ đồ rất là đẹp và ấn tượng quá. Chỉ có bộ đồ thôi hả anh? Không, trong em còn nhiều thứ đẹp lắm. Nhưng mà anh khen chưa hết. Ví dụ như là mái tóc của em màu đen rất là hợp với làn da. Em để kiểu tóc này rất là tinh tế, vì nó sẽ làm cho khuôn mặt tôn lên những nét dễ thương và tạo cảm giác rất gần gũi. Anh Tính nói chuyện hay quá. Em phải đi làm việc cho anh Sơn rồi. Thì em cứ đi làm việc của em đi. Tụi mình làm chung một công ty mà, gặp lúc nào mà chẳng được. Dạ em đi đây. Em đi nha. Ở tiệm của mình á, theo nguyên tắc á là em đưa khách lên trên phòng, xong rồi sau đó cho khách nằm sấp nè, rồi đắp khăn lại cho khách. Còn trình tự xoa bóp như thế nào chị đã nói em rồi đó. Dạ. Nếu mà khách muốn nắm tay một chút có được không chị? Tuyệt đối là không nghe chưa. Tại vì khách mà nắm được tay của em rồi á là sẽ nảy ra ý định muốn nắm những thứ khác nữa. Tuyệt đối là không có được nắm. Nhưng mà chị nghĩ thực tế á thì với những khách quen em có thể lên động một chút cũng không sao. Vậy chị có hay lên động không? Thì từ hồi mà chị vô làm tới giờ lên động đúng có một lần thôi. Rồi có xảy ra chuyện gì không chị? Tất nhiên là có rồi. Kết quả là cho tới thời điểm bây giờ chị đang phải rất là vất vả để chuẩn bị đám cưới. Hay quá. Vậy em lên động với chị được không chị? Nhìn cái mặt này là muốn chồng lắm rồi phải không? Linh động thì cũng được, nhưng mà phải chọn đúng người đó. Chứ lỡ mà dớ vô mấy cái ông mà hám gái hả, là tiêu đời em luôn. Vậy tại sao chị biết? Tính ra thì cũng hơi khó. Có thể lúc đầu em xét về hình thức, phải đàng hoàng, phải lịch sự một chút. Đẹp trai càng tốt. Nhưng mà rốt cuộc quan trọng nhất vẫn phải là con tim. Khó quá à. Ê, khách tới rồi kìa. Chào hai em. Dạ, chào dạ. Anh anh lên phòng trước ha. Dạ, lên trước nha. Dạ. Khách quen. Dạ. Em lên làm ở hàng đi. Ủa chị, cỡ hôm nay á mình cần linh động không chị? Mệt quá, lại làm đi mà. Trời ơi, làm gì cả đống tin nhắn vậy? Công ty không biết làm gì, bộ bận rộn lắm hay sao? À, cô Phương. Ý, Sam, tới rồi hả con? Dạ. Cô Phương, cô mua kem cho con đi. Kem, cái con khỉ á. Súng răng mà cứ đòi ăn kem hoài. Trời ơi, mẹ kỳ không? Cái kem mà kêu con khỉ. Chút nữa cô Phương đi mua cho. Dạ. Vô thay đồ đi. Dạ. Đi, vô thay đồ đàng hoàng á, rồi cô Phương dẫn đi mua kem. Alo. Cô hả? Lần sau á, trước khi chuyển tin nhắn cho tôi, cô nhớ kiểm tra kỹ nha. Tại sao cô lại chuyển cả tin nhắn của chồng sắp cưới của cô cho tôi là sao? Ủa vậy hả? Tôi không để ý nữa, mà tin gì vậy?
Tin gì hả? Tối nay anh đến đón em để ra mắt ba mẹ. Hôn em thật nhiều đó, mùi mẫn quá hả? Cô định khoe với tôi à? Ai thèm khoe với anh làm gì? Mà tôi nói cho anh biết nha, tôi chỉ chuyển tin nhắn giùm anh thôi đó, chứ không phải là thư ký của anh đâu mà anh hạch hoẹ. Tôi không có khùng, bằng chứng là tôi chưa mời cô làm thư ký. Mà cái vụ cô ra mắt nhà chồng, rồi vụ chiếc nhẫn ăn nói làm sao? Tôi chưa kiếm được nữa, đang lo gần chết đây nè. Anh có cách nào giúp tôi không? Bây giờ chỉ cần cô nói là cô làm bộ đau tay, không đeo nhẫn được là xong chứ gì. Hay á, vậy mà tôi nghĩ không ra. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Dạ, con chào chú à. Con mời chú ngồi. Con à, con có xem doanh thu tháng vừa rồi chưa? Dạ, con đã xem qua rồi. Con cũng đoán được là từ giữa tháng chú à. Con đã đoán được mà không có động thái gì để khắc phục hay sao? Dạ, con biết mà. Với lại tình hình chung mà chú, con cũng đã làm hết cách rồi. Chú cũng biết rồi đó, tháng vừa rồi công ty mình là tháng thấp điểm nhất, năm nào cũng vậy mà chú. Chú biết, nhưng năm nay doanh thu giảm bất thường quá con à. Con hãy rà soát lại xem có vấn đề gì hay không. Dạ, con sẽ làm ngay ạ. Còn cái vụ điện thoại thì sao? Dạ, hiện tại bây giờ con đã có thư ký mới rồi. Con đang cho cô ấy cập nhật thêm số liên lạc mới cho khách hàng. Tuy nhiên vẫn có một số khách hàng không thường xuyên và cần đến điện thoại. Như vậy là vẫn còn căng. Vậy là con phải thu hồi điện thoại về ngay. Dạ chú à, bây giờ tình hình của mình đang trong tầm kiểm soát. Với lại cô gái đó nói là đang cần số điện thoại đó để giải quyết một chuyện rắc rối gì đó trong ngày cưới. Cho nên con cho cô ấy giữ điện thoại trong vài ngày nữa con sẽ thu về lại. Như vậy là con tự rước rắc rối cho mình. Dạ không chú à, con chỉ muốn trả ơn cô ấy vì cô ấy đã giữ chân khách hàng để mình có hợp đồng. Hơn nữa cô ấy đã chuyển tin nhắn rất đầy đủ và rất kịp thời. Thôi thì tùy con, nhưng làm sao đừng để công ty bị thiệt hại là được rồi. Thôi chú đi dạ, nha. Con cảm ơn chú. Dạ, con chào chú ạ. Dạ bác. Con định mời bác về nhà con chơi, có được không bác? Thiệt tình là bác cũng muốn ghé qua nhà con sẵn để xem cái nghề dệt mành của mẹ con ra sao. Dạ. Nhưng mà giờ thì không được rồi. Ủa sao vậy bác? Vì nếu mà bác đến đó đó thì bác phải đóng vai là ba chồng sắp cưới của con. Dạ. Mà bác đó thì bác lại không diễn giỏi như con trai của bác nữa. Dạ con hiểu. Anh nè, bác thấy con là một người con gái trong sáng và vô tư. Bác cũng hy vọng là con sẽ gặp được người tốt. Dạ, cảm ơn bác. Ba, thôi bây giờ để con đưa ánh về, xong rồi chiều con quay trở lại đón ba, rồi hai cha con mình về Sài Gòn. Ba còn nhiều việc lắm, chi tiết, nhưng thôi được rồi. Chiều con quay trở lại, ba đi về cùng con dạ. Nha. Vậy con xin phép ba. Dạ, con xin phép ba con về. Dạ. Alo anh Tuấn hả? Em Phương mất nhẫn nè anh. Có tìm được chiếc nhẫn cho em chưa anh? Chào em. Em có cái nickname hay ghê, Phương mất nhẫn. Em ơi, vẫn chưa có gì hết. Dạ, vậy khi nào có anh làm ơn gọi liền giùm em nha. Anh biết rồi. Cảm ơn anh. Chết em rồi chị Ngọc ơi, chưa có tìm thấy nữa. Sao tối nay đi bây giờ?
thì chị đã nói với em rồi. Thú thiệt với ông Mạnh đi. Đợi giờ nước tới chân rồi mới nhảy sao kịp. Chị, có cách nào không? Chỉ giùm em đi. Thua, chị là thua rồi đó. À, chị nghĩ bây giờ em kiếm một người đàn ông nào đó để mà hỏi á, thì có thể. Ê, hồi nãy anh Sơn có chỉ em cách. Gì? Cái ông Sơn giám đốc mà thấy ghét đó hả? Mà chỉ cách cho em. Hồi nãy gọi điện thoại cho em, hỏi dù tin nhắn trong điện thoại. Cái sẵn tiền ông hỏi dù chiếc nhẫn, cái ổng bài cho em. Nếu như mà mình bị đau tay thì khỏi phải đau nhẫn. Đau tay ai không biết, mà đau tay bằng cách nào thì sao đau? Đau làm sao? Phải rồi, em giả bộ bị phỏng, xong rồi mày lấy băng băng lại. Sao chị? Đúng không chị? Ê, được được được, cái này được á. Được phải không? Để em vô lấy băng. Ừ. Rồi, xong rồi đó. Bị phỏng quấn vậy hả? Mà sao chị thấy nó không có giống gì trơn á Phương ơi. Ờ, đúng rồi đó. Vậy dễ bị phát hiện lắm á. Lỡ như có người nào kêu em tháo ra kiểm tra rồi sao? Thôi, bỏ bỏ này đi. Theo kinh nghiệm của chị á, chị hay coi phim, chị thấy á nha, cứ mỗi lần mà có những cái tình huống gì á mà nguy hiểm đến cái phút mà gây cấn nhất, tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Bây giờ á, nếu như mà câu chuyện của em á mà giống y như trong phim á, là chị chắc chắn nói trong ngày hôm nay em sẽ tìm thấy chiếc nhẫn. Vậy hả chị? Ừ. Như phim luôn á. Ừ. Vậy không ấy, bây giờ em chạy thẳng tới nhà hàng, em kiếm thưởng lần nữa, biết đâu may mắn giống như phim rồi. Ừ, sao? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hay lắm. Vậy thì bây giờ em chạy tới nhà hàng đi, biết đâu là chiếc nhẫn nó đang nằm ở một chỗ nào đó. Rồi bây giờ có ai vô tình đụng vô nó lăn ra, em tới là em tìm được liền. Ăn thua là mình hên à. Vậy bây giờ em đi thử nhận hên nha. Chị cho em đi liền nha. Em vừa thay đồ cái. Mà nè nè nè. Hả? Nhớ tìm ở trong thùng rác nữa nghe chưa. Tìm thùng rác làm chi? Mấy bữa rồi thùng rác nào còn. Tìm ở trong thùng rác á, không phải là tìm chiếc nhẫn, mà tìm coi á có ai quăng cái điện thoại xịn nào ở trong không, đem về cho chị xài. Xịn mới lấy phải không? Chị nè, tham quá đi. Ê nè. Hả? Nhớ tháo cái tay ra đó. Biết rồi. Quang à. Dạ. Con đọc sách hả con? Dạ. Sách gì vậy? Dạ, kiếm hiệp. Kiếm hiệp? Dạ. Trời ơi, con hay con. Sao con không đọc cái sách nào mà phục vụ cho cái chuyện học tập á? Hay là sách dạy làm người tốt đó con? Dạ. Sách này cũng dạy làm người mà mẹ. Trời ơi, đọc chi ba cái thứ sách này hả con? Mấy cái này chỉ đưa người ta vào thế giới siêu thực thôi. Chứ cái gì đâu mà hả? Tối nay thấy đánh kiếm xẹt 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 xẹt, rồi bay dèo 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 như chim, rồi chướng một cái sập nguyên cái nhà. Đưa tay làm vậy thôi là bên kia lè lửa e chết ngắt. Trời ơi con ơi, cái này mà dạy làm người gì? Dạy làm người anh hùng. Anh hùng? Dạ. Anh hùng cái gì ha? Kéo bầy kéo đảng, phá làng phá xóm, tốn cơm cha mẹ không à. Trời ơi, thôi dẹp đi, không có đọc ba cái thứ này. Nè, người ta nói gì nghe con? Ta nói đọc sách là hình thành tính cách của con người. Đó, bạn hãy nói cho tôi biết đi, bạn đọc sách gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Hiểu chưa? Thì con đọc sách kiếm hiệp, đầu đội trời, chân đạp đất nè. Đầu đội trời, chân đạp đất nè. Mới có chút xíu thôi mà đã e rồi. Thôi dẹp đi, không có đọc mấy cuốn này, mất thời gian học tập à. Vậy, thưa mẹ, ngoài sách giáo khoa ra con đọc sách gì? Đó là một câu hỏi rất hay, và mẹ sẽ cho con một câu trả lời rất thú vị. Chờ mẹ chút xíu.
Nè con, đọc đi. Mấy sách này ngày nào cũng nghe mẹ nói rồi, không đọc con cũng biết. Đọc thì mới hiểu, mới thấm sâu vào đầu chứ con. Đọc đi con. Ứng xử trong quan hệ vợ chồng, đọc đi để trở thành người chồng tốt ha. Ôi. Nhà em dưới quê nhiều kỷ niệm của tuổi thơ ngây trước khi lên phố thì nhà cuối con đường ngoài ô vẫn thưa đèn dầu thấp gió lùa vào từng đêm. Vàng người thầm mong đường đưa đón chân em để anh âm thầm mối duyên tình biết người con gái đó thấu hiểu tình anh không đôi ta đứa đầu sông cuối sông cách trở mình em thôi đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng đã ngỏ lời cùng em nhưng bị em chối từ. Không được, mình không thể nào ngồi đây than thở như vậy được. Dạ thôi, con xin phép bác con đi về. Con về mạnh giỏi nha. Dạ. Má, con đưa ảnh ra lộ nha má. Hai đứa đi đi. Dạ, con đi con nha chào má. Bác. Alo, ai đó? Alo, anh hả? Không, tôi là má của anh. Dạ, xin lỗi. Cho nói chuyện với anh được không ạ? Con anh hả? Đợi chút đi. Nó đang chia tay với chồng nó ngoài sân á. Dạ, cái gì? Anh lấy chồng hồi nào? Không, chồng sắp cưới thôi. Tôi đang bận nha chú. Chú gọi lại nha chú. Alo. Cái gì kỳ vậy? Sao lấy chồng? Chồng em phải là anh mới đúng chứ. Tại sao vậy anh? Trời ơi. Không được. Mình phải nghĩ cách chinh phục anh mới được. Anh ơi, anh yêu em. Ăn nhiều vô mới khỏe, mới mau hết bệnh nha. Thôi con ăn nữa đâu. Một muỗng nữa thôi ha. Con ăn nữa đâu. Vậy thôi, con nằm xuống nghỉ đi. Ngoan ha. Không nghỉ đâu. Sao? Con muốn chơi game cơ. Thôi, hôm nay bé Hạnh đừng chơi game trong máy của Phương nữa nha. Giờ cô chơi nhà trời với con. Dạ không,
Nhưng chơi game con sẽ hết mệt. Hôm bữa trước á, con chơi game trong máy của cô, làm cô lỡ mấy cuộc điện thoại luôn. Bạn cô giận cô á. Ủa vậy hả cô? Con xin lỗi cô nha. Không sao, thôi con nằm nghỉ đi. Bữa nào cùng một cái máy chơi game về cho con chơi nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Ngủ đi cho mau hết bệnh nè. Anh xem giùm em bản báo cáo à. Cô nói đây là cái gì? Bản báo cáo mà cô làm như đơn xin nghỉ học á. Cô mấy đứa học tiểu học vậy? Hả? Em nghĩ chỉ cần có nội dung thôi chứ. Cô còn trả lời được à? Chỉ cần có nội dung. Đúng rồi. Hình thức của cô sao? Cô làm bản báo cáo y chang như vậy. Sao lại đem hình thức của em ra so sánh? Bản báo cáo và hình thức có liên quan gì đến nhau? Bộ hình thức xấu không được làm thư ký hả? Tất nhiên là được rồi. Nhất là khi cô được gửi gắm. Sao, có tìm được không? Chết rồi, không có tìm được chị ơi. Hiền đâu rồi? Trời, số nhỏ nó đỏ lắm nha. Khách vô liên tục luôn, nó đang làm cho khách ở trển á. Vậy cũng may á. Chứ em đang rầu vậy, rồi gặp chị rầu gì cái tiệm ế nữa thì không biết làm sao luôn á. Hay là bây giờ mình cứ giả bộ bị đau tai đi. Chị băng tay cho em cho, chị băng giống hơn. Chỉ còn cách đó thôi. Alo, em nghe nè anh. Anh về tới chưa? Anh đang đi về cùng ba nè. Em à. Em cho anh xin lỗi nha. Thôi, xin lỗi gì nữa. Em không có giận anh nữa, em tin anh mà. Với lại, em cũng tin con Ánh nữa. Ánh là bạn thân của em. Mà anh nè, cái ông Sơn kia á, ông cũng là khách hàng quen thôi à. Với lại ông cũng có vợ rồi đó. Vậy hả em? Anh hiểu rồi. Vậy là quê nha. Coi như hôm qua em làm anh buồn, ngày hôm nay anh làm em suýt tự tử luôn. Quê ha. Anh thương em quá. Anh ơi, tối nay nhà anh có đông người không? Em rung quá. Cũng không có ai đâu em. Chỉ có ba mẹ anh với là thằng Hoàng em anh thôi. Vậy em bớt sợ rồi. Quên, còn có thêm bác sĩ Lượng nữa. Hả? Bác sĩ? Ủa, sao anh thấy em có vẻ hốt hoảng gì? Bác sĩ Lượng là bạn thân của ba mẹ đó. Có bác sĩ nữa. Vậy hả? Thôi em ha, về tới nhà anh sẽ gọi cho em ha. Dạ, dạ. Ủa, cái gì vậy? Chết rồi chị ơi. Sao? Tự nhiên lòi đâu ra ông bác sĩ nữa. Ông mà thấy mình băng tan vậy, biết là đồ giả liền. Chị giờ sao? Trời ơi, từ từ coi, em làm chị rối quá à. Tính đi chị, còn chút xíu nữa thôi à. Mấy tiếng nữa thôi là em phải đi rồi. Bây giờ sợ bị nghi là đau tay giả. Thì bây giờ mình làm đau tay thiệt. Là sao? Là cái tay em bị phỏng thiệt á. Không được. Không được thì để cho ông bác sĩ ông phát hiện ra luôn đi. Được. Vậy chị làm phỏng cho em đi. Chị làm đi, đổ nước sôi lên tay em giùm em. Thôi, đi. Thôi, chị không có dám làm đâu. Thôi thôi, để kêu Rô đi. Rô ơi, Rô à. Dạ, có khách ngoại nữa chị, đâu,
Không đâu. Lành quá. Khách quậy đâu mà khách quậy. Đi vô á, lấy cho tôi cái phích nước sôi với lại cái ca. Vậy hả? Dạ. Thiệt hả chị? Có nước sôi đây chị. Phá gì? Phá gì? Không có pha gì hết trơn á. Thiệt luôn hả chị? Chế vô tay Phương kìa. Chị giỡn hoài. Giỡn cái gì? Chế vô tay con Phương thiệt chứ giỡn cái gì? Sao chế được? Nghe lời chị đi anh. Chế giùm em đi. Em cần phỏng ngón tay đây nè. Chế sao được mà chế. Trời ơi chế đi. Chế đi. Chế người tôi còn dễ hơn á. Hả? Ôi da. Nóng lắm hả? Nóng quá. Chị ơi nóng lắm á chị ơi. Chế đi. Chế đi tôi không có dám nhìn đâu. Mình bâng khuâng đã ngỏ lời cùng em.